huấn luyện NV Yoga bị mẹ cô gái ghép đôi chê xối xả trong sâu hẹn hò nhắn nhủ dân tình, cho mình thoải mái tí, chắc mình trầm cảm mất. Việc đột nhiên có quá nhiều người quan tâm, đã khiến cuộc sống của Hoàng Nguyễn bị xáo trộn đôi chút. Vừa qua, cư dân mạng đã liên tục bàn tán, chỉ trích người mẹ của một cô gái tên Kim Oanh 35 tuổi. Vì thái độ khinh thường, chê bai chàng trai tên Lương Hoàng Hồng Nguyễn huấn luyện NV Yoga. 33 tuổi, được ghép đôi cùng trong một sâu hẹn hò. Sau khi nhận, được nhiều lời động viên an ủi thông qua điện thoại và mạng xã hội mới đây hoàng nguyễn đã gửi lời cảm ơn đến những người quan tâm mình cụ thể trên trang cá nhân anh viết cho em cảm ơn cả nhà quan tâm động viên chia sẻ inbox làm quen facebook này nọ nhưng do số lượng nhiều nên yên tâm em sẽ trả lời hết cho mọi người vì em vẫn ưu tiên bạn bè gần hỏi thăm chia sẻ trước vì họ vẫn là người em chơi trước kia nếu nổi tiếng hay gì họ vẫn bên cạnh em trước và hiểu tính cách của em nữa nên ai có số điện thoại thì làm ơn đừng điện thoại vì số là em không nghe đâu ạ à. cho em thoải mái tí chứ lúc nào em cũng trả lời hết chắc em trầm cảm mất biết là mọi người yêu thích này nọ nhưng cho em sự thoải mái và kiếm tiền nữa ạ à. hiện tại cuộc sống thường ngày của hoàng nguyễn đã vui vẻ và ổn định trở lại trên trang cá nhân những hình ảnh cà phê cùng bạn bè tươi cười thoải mái vẫn được anh cập nhật thường xuyên Trước đó, tại sâu hẹn hò, Hoàng Nguyễn đã bị mẹ chị Kim oanh thẳng thừng chê bai, khi vừa bước vô thấy chú này, tôi không chấm được. Chú ấy thấp quá, lại còn nhỏ tuổi hơn. Đến Sài Gòn lập nghiệp 15 năm mà chưa ổn định được sự nghiệp thì không ưng, được rồi là quá dở rồi. Dù bị chê xối xả, nhưng chàng trai này vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, lễ phép cũng trong chương trình, Hoàng Nguyễn cho biết thu nhập hàng ngày của anh rơi vào khoảng 1 đến 1,5 triệu, ước tính mỗi tháng anh kiếm được từ 30 đến 45 triệu đồng. Bên cạnh đó, một người tự xưng là bạn của Hoàng Nguyễn cũng cho biết nhà nhân vật này cũng thuộc dạng khá giả. Tiền tiêu ba đời không hết, tuy nhiên, đến nay, Hoàng Nguyễn vẫn chưa xác nhận thông tin trên. Đừng im lặng, hãy bình luận dưới video cho tất cả cùng biết ý kiến của bạn nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh Xin chào và hẹn gặp lại.